Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, có nhiều vận may ập đến bất ngờ, trúng số đổi đời, xứng tầm đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, đó chính là nội dung video như sau. Một đời vất vả ngược xuôi, đinh tị phát mạnh dạng người niềm vui, tiền tài đếm tới đếm lui, lộc trời ban tọa yên vui một đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Hé lộ chấn động tuổi đinh tị sinh năm 1977, giàu sang bất ngờ, tiền chất như núi, đổi đời đại gia đúng tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi người chúng ta như một cuốn sách đầy những chương hồi bất ngờ và kỳ diệu, có những trang sách kể về những thành công rực rỡ và cũng có những trang viết về những khó khăn thăng trầm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở ra một chương mới đầy hứa hẹn và thú vị dành riêng cho những ai sinh năm Đinh Tị 1977. Vậy điều gì đang chờ đợi quý anh chị tuổi Đinh Tị trong những tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch sắp tới? Liệu đây có phải là thời điểm mà quý vị sẽ nhận được những cơ hội lớn trong công việc, hay những điều may mắn bất ngờ về tài lộc, có những dấu hiệu nào cho thấy quý vị sẽ trải qua những biến đổi đáng kể trong cuộc sống? Tất cả những bí mật về vận trình tử vi, tài lộc, công danh, tình duyên và sức khỏe sẽ được chúng tôi tiết lộ ngay trong video này. Đặc biệt, trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp những dấu hiệu may mắn nào sẽ xuất hiện trong cuộc sống của quý vị trong 3 tháng tới, làm thế nào để tận dụng tối đa những cơ hội tốt đẹp đến với quý vị, và làm sao để đối phó với những thách thức có thể xảy ra. Hãy cùng đón xem và khám phá những thông tin chi tiết và hữu ích để quý vị có thể chuẩn bị tốt nhất cho mình và gia đình. Đừng quên nhấn nút đăng ký và biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ kênh Minh Đường Tử Vi. Và ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm vận trình tử vi của tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977 trong những tháng tới. Quý anh chị tuổi Đinh Tị thân mến, sống quá tham lam thì mọi chuyện đều mệt mỏi, đòi hỏi quá nhiều thì cuộc sống trở nên khổ hơn. Tâm lý đó sẽ khiến cho nhiều chuyện trong cuộc sống không thuận lợi, con đường đi về phía trước ngày càng nhỏ hẹp. Giữa vòng xoáy vật chất, mọi người dần quên mất rằng hạnh phúc thực sự chưa bao giờ phụ thuộc vào việc bạn giàu có ra sao. Hạnh phúc luôn nằm ở sự bình yên và giàu có từ trong tâm hồn. Do đó, cần phải học được cách buông bỏ dần những điều không quan trọng. Đặc biệt khi đến gần tuổi trung niên, chúng ta có 3 việc nhất định phải từ bỏ càng sớm càng tốt để cuộc sống yên ổn hơn. 1. Cố chấp theo đuổi danh lợi. Thời tuổi trẻ, có ai mà không phấn đấu vì danh lợi? Nhưng nếu đó là thứ mà thuộc về ta thì không ai có thể cướp nó đi được. Còn nếu nó vốn không thuộc về ta thì có cố để giành lấy cũng không thể giữ được. Công danh lợi lộc hay vinh hoa phú quý đều là vật ngoài thân, không thể mang theo đến cuối đời. Vì thế, chúng ta không cần phải vì tranh giành cao thấp thắng thua mà liều mình đi tranh quyền đoạt lợi. Thay vì dùng cả cuộc đời để theo đuổi những điều phù phiếm, chi bằng hãy trân trọng những gì ta đang có. Dù sao cuộc sống càng đơn giản mới càng vui vẻ hạnh phúc, đôi khi ít ham muốn sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trọn vẹn hơn. Học cách biết đủ, biết thỏa mãn với hiện tại sẽ đem tới phúc khí. Nếu có thể tự mình bình tâm, để tâm hồn được an yên thì danh lợi sẽ không còn quan trọng nữa. Con người có thể sống những ngày thiết thực mới là quan trọng nhất. Cuộc đời vốn đầy rẫy những cạm bẫy mà tham lam lại là một cái bẫy chết người. Nếu con người không thể sống an yên, trong tâm lúc nào cũng có quá nhiều ham muốn, thì họ sẽ luôn bị giày vò để đi tìm cách đạt được những điều đó. Quá trình đó sẽ khiến chúng ta sống trong sự đau khổ không hồi kết, rất có thể phải đánh đổi cả tự do và mạng sống. Bi kịch lớn nhất của đời người nằm ở chỗ dùng sinh mệnh ngắn ngủi để đuổi theo những ham muốn vô hạn, đợi đến khi chúng ta đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá. Sau đó mới nhận ra bản thân vẫn không thể có được niềm vui thực sự. Đừng nên vì quá nhiều ham muốn, quá tham lam mà khiến bản thân bị lạc đường. 2. Tâm lý so sánh.
núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, không phải tự nhiên mà người ta thường nói, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, có những người luôn dõi theo người khác, ngưỡng mộ những gì người khác đang có, rồi tự ti về bản thân, điều đó khiến mọi người bỏ qua giá trị của chính mình, âm thầm nuôi dưỡng lòng đố kỵ với những thứ xung quanh. Tâm lý méo mó dần dần sẽ tiêu cực hóa mọi suy nghĩ và hành động của người đó, khiến cuộc sống của họ lúc nào cũng ngập trong sự bi quan. Thực tế, mỗi người đều có cách sống và giá trị quan của riêng mình, chúng ta cũng chẳng bao giờ có thể so sánh hết mọi thứ. Do đó, không nhất thiết phải đem bản thân ra so sánh hơn thua với kẻ khác, rồi lại đố kỵ với những gì người khác có, càng không nên quá cưỡng cầu với những gì bản thân thiếu sót, giảm bớt so sánh, nỗ lực cố gắng nhiều hơn cuộc đời của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống, bạn chỉ cần là chính mình là được, hạnh phúc của người khác chưa chắc đã phù hợp với chúng ta. Khi còn trẻ, ít người có thể nhận thức được điều này. Nhưng nếu con người đến gần tuổi trung niên, họ phải từ bỏ thói quen so sánh càng sớm càng tốt, cũng đừng nên động một chút là so sánh điều kiện vật chất, so sánh thành tích học tập của con cái với người khác, so sánh hôn nhân của mình với người ta. Từ bỏ tâm lý ganh đua sẽ giúp chúng ta có thể khiêm tốn làm người, làm những việc thiết thực khiến cho bản thân. Như vậy, tuổi trung niên mới trôi qua trong sự tốt đẹp, mọi người có thể hưởng thụ cuộc sống từng ngày, như vậy mới là hạnh phúc thực sự. 3. Không nói những điều không nên nói. Càng tới gần tuổi trung niên, mọi người càng nên duy trì kỷ luật, bắt đầu từ việc quản lý mồm miệng. Đó không chỉ là quản lý những gì ăn vào, mà còn cả những điều nói ra, vì chúng ta chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời học cách im lặng. Cho nên, hãy để giá trị của mỗi lời nói ra càng trở nên quý giá hơn. Muốn như vậy, đầu tiên, đừng nói xấu người khác. Một bài học làm người cần ghi nhớ đó là học tôn trọng người khác, biết rõ người khác nhưng không cần nói hết tật xấu của họ, không chê bai họ, vì khi càng trưởng thành, càng nên học cách thận trọng trong lời nói và hành động để tránh rước phiền phức về cho bản thân. Thay vì khắt khe với người khác, chúng ta chỉ nên khắt khe với bản thân mình. Đồng thời, đừng nói lời phàn nàn, đây là việc làm hoàn toàn vô ích, vì phàn nàn cả năm không bằng làm việc chăm chỉ trong một ngày. Thay vào đó, hãy chủ động tìm cách thay đổi tất cả những gì không hài lòng. Nếu làm được những điều trên, con đường đến tuổi trung niên của mọi người sẽ thêm thuận lợi và thênh thang, ngày càng tích được nhiều phúc đức trong cuộc sống. Và sau đây là tổng quan về tính cách vận mệnh cuộc đời người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch đến với một chút hoa nắng cho một số tuổi, một chút tàn dư cho một số mệnh, và một chút âm hưởng ngân nga cho những dự định dài lâu, những thời khắc quan trọng của một số người. Cho Đinh Tỵ 1977, hoa nắng đầu tiên là dành cho con rắn, nó đánh dấu sự kết thúc của tam tai, tuy chưa hoàn toàn, nhưng cũng dần tươi sáng. Nó đánh dấu thời điểm cơn mưa nặng hạt dần ngơi bớt, chút tia sáng lóe dạng góc chân trời, và nếu may mắn, nếu đủ thời thì có thể gặp cầu vồng muôn màu sắc. Tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch đánh dấu việc từng giọt may mắn của Đinh Tỵ dần dần tích tụ lại, từng giọt bổ sung vào cái sự thuận thông từng khô hạn nứt nẻ trong đời. Ngẫm lại Đinh Tỵ sẽ thấy may mà mình có phúc để tiền hung hậu cát, may mà mình có lộc để có người tri kỷ giúp đỡ lúc hoạn nạn khó khăn, và giờ là lúc thời thuận mà tiến công, gây dựng lại hanh thông, tri ân những người cùng ở cạnh. Đây là một trong số ít các bản mệnh hiếm hoi được sở hữu một trực giác ngoại cảm mãnh liệt, nó giúp cho họ xin phép được gọi các anh chị 1977 là họ dự báo được một phần tương lai, tính toán được một phần thuận xui hên rủi, cái gì nên làm, cái gì cần làm, cái gì nên buông, cái gì nên bỏ. Nên đôi khi họ không cần đọc, cũng chẳng cần xem, cũng biết được cuộc hành trình sắp tới của mình sẽ đi theo xu hướng như thế nào. Một bản mệnh như thế, tuy có nhiều thứ hay ho để viết, nhưng khi viết lại thấy không biết nói gì nhiều, tuy sở hữu khả năng nhạy cảm với việc dự báo tương lai của bản thân. Nhưng Đinh Tỵ không nên sử dụng nó để nói ra hay can thiệp vào cuộc sống của người ngoài, ngoại trừ bản thân và gia đình. Cần phải hiểu tuy ta có ý tốt nhưng chưa chắc người khác đã đón nhận. Lại cũng cần phải hiểu mỗi người một căn một cơ, một duyên một nghiệp. Đôi khi việc ta can thiệp vào giúp họ tránh một phần họa hại là lòng tốt, nhưng vô hình chung lại ảnh hưởng đến bài toán cuộc đời, mất đi những trải nghiệm cho sự giác ngộ của họ nhiều khi, ngoại trừ khả năng cảm xạ. Một ưu điểm khác giúp Đinh Tỵ phát triển trên đường đời là nằm ở khả năng tự vấn. Tự vấn không hẳn là một dạng siêu năng lực, nó là một dạng giác ngộ, là một kiểu tâm thái, là một ưu điểm được đúc kết từ quá trình đi lại trong hồng trần, tìm hiểu đạo và đời. Cái năng lực tự vấn này giúp Đinh Tỵ luôn phân biệt được phải trái, đúng sai, biết đâu là thiện ác, đâu là thị phi, giúp họ trong suốt những tháng năm bôn ba luôn rèn luyện bản thân, thay tâm đổi tính, hướng về phía ánh sáng, đi về phía lương thiện. Để giàu sang hay không thì chưa biết, nhưng tâm thái bình thản, yên ổn an nhiên là thứ chắc chắn họ có được ở trong cuộc đời mình. Khi lương tâm không cắn rứt, đêm ngủ chẳng trằn trọc,
cũng có thể coi một loại hạnh phúc ở giai đoạn trung niên. Cuộc đời của một Đinh Tị hay được thế hệ Gen gọi là một cuộc đời của start-up, khởi nghiệp, tỷ phú tự thân, độc lập tự cường, từ tiền vận hay tiền trung vận cho đến trung vận của họ. Cũng lắm lần lên voi, cũng đôi lần xuống cầu, từng ở trên mây rồi lại hạ phàm nơi mặt đất, nhưng dù bao nghịch cảnh tới cũng không thể lu mờ được khả năng xoay sở của Đinh Tị. Bao sóng gió tới chỉ cho họ mài mòn đi góc cạnh, còn lại một con rắn yêu đời, yêu người, không hận thù, chẳng luyến lưu, không đơm chuyện, chẳng quá bận tâm đến việc của người khác, việc mình làm, người mình quan tâm mình chăm, có mình lo, chứ ít khi thở than thở với những người ngoài. Trong giai đoạn trung vận hiện tại, chuẩn bị bước vào hậu vận, sẽ là giai đoạn rực rỡ nhất của Đinh Tị để dựng thành vinh hoa. Họ không cần quá cố gắng truy tìm, mà tiền tài, cơ hội, vật chất sẽ tới để họ nắm lấy và thực hiện. Đây cũng là giai đoạn của sự ổn an cho thế hệ sau mà họ luôn dày công lo lắng. Hãy cứ hiểu con cái tuy là con của ta, nhưng chúng cũng có những cơ duyên nghiệp quả, phúc nợ tự thân cần phải giả ở cõi đời này. Dù muốn dù không, Đinh Tị cũng không thể can thiệp để đời con cái được hanh thông bằng phẳng. Cái Đinh Tị có thể làm chỉ là truyền một cái tư tưởng thiện tâm thiện tính xuống, cho chúng cái tính lạc quan mạnh mẽ mà Đinh Tị sở hữu, còn lại hãy cứ dõi theo chúng với một tâm thái bình đạm, vì phúc của Đinh Tị đủ nhiều để giúp con cái qua được họa hại tai ương. Trong chuỗi hành trình 10 năm sắp tới, Đinh Tị có thể tìm đến thiền, yoga, học cách ung dung, học cách giao lưu, kiếm một vài cái thú để hưởng thụ cuộc đời. Sau đó, duy nhất cần lưu tâm là năm 2025, tránh làm bất cứ việc to việc lớn, hoặc giả đưa ra quyết định gì quan trọng trong năm này của cuộc đời, nhỏ hơn còn đâu. Cái tên khác của Đinh Tị là đầm nội chi xà, đường đã có sẵn ở phía bên trong, bao gồm đường đi nước bước, đường tu lối đạo, thay vì phải nhìn ra ngoài nhiều, thì cứ nhìn thấu thị vào trong, ở nơi mà Đinh Tị thấy an bình nhất chính là điểm đích đến mà họ cần theo đuổi truy cầu, vất vả trải rồi, đớn đau trải rồi, suy tư trải rồi, hưởng thụ cũng trải rồi, kế đến hãy cứ trải bình đạm và thản nhiên, cho đi, trao đi không hẳn để nhận lại, đơn giản chỉ để thỏa cái đường nội mà thôi lớn hơn. Tuổi Đinh Tị là người luôn xác định mục tiêu rõ ràng trước khi hành động, lý tưởng cao đẹp và tài năng thiên bẩm kết hợp lại với nhau khiến Đinh Tị có thể đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Tuổi Đinh Tị là người có trí nhớ siêu phàm, họ không chỉ đơn giản nhớ được mặt mũi tên tuổi của rất nhiều người, mà họ còn có thể nhớ được sở thích hay chuyện riêng tư của họ. Nữ giới tuổi Đinh Tị đứng trước tình yêu có phần trầm ổn hơn, họ khá lặng lẽ, thời thơ ấu lớn lên trong môi trường tốt, gia đình ấm êm, tuy tới thời trung niên gặp nhiều chuyện không như ý, nhưng về cơ bản thì ảnh hưởng không quá lớn. Trong tử vi thì thân và hợi tạo nên một góc lục hợp, do đó, thân được gọi là quý nhân lục hợp của Tị, tuổi Đinh Tị nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con khỉ để hôn nhân bền vững tốt đẹp. Người tuổi Tị còn hợp với người tuổi Dậu và người tuổi Ngọ, ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, là những con giáp thích hợp kết hôn của người tuổi Tị. Ngoài ra, đào hoa quý nhân của người tuổi Tị là người tuổi Ngọ, kết hợp với người tuổi Ngọ thì vận đào hoa của người tuổi Đinh Tị sẽ nở rộ. Xét về sức khỏe, người tuổi Tị ngũ hành thuộc hỏa, hỏa đại diện cho tâm can, vì thế người tuổi Tị nên đặc biệt chú ý các vấn đề về tim, nên tránh làm việc lao lực kích động quá mức, hay suy nghĩ mất ngủ triền miên, khiến cho nhịp tim không điều hòa, nên hạn chế thức đêm bởi việc đó khiến cho tâm hỏa thịnh, cực kỳ không tốt đối với tim. Phật độ mệnh của tuổi Tị là Phổ Hiền Bồ Tát, nếu mang theo người những vật tượng trưng của Phật, hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Bồ Tát che chở, bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật đau ốm. Người tuổi Tị tuy có phúc nhưng phải trải qua nhiều sóng gió. Đinh Tị là người có ý chí, thông minh giỏi giang, tinh thần hăng hái vui vẻ. Số được như ý có thể lập lên đại nghiệp, càng vất vả càng nhiều công lao phúc lành ít ai sánh kịp, là người thông minh có tham vọng lớn, là người nghĩa hiệp. Cuộc đời gặp nhiều may mắn hạnh phúc trọn vẹn, được mọi người quý trọng. Đinh Tị luôn hiểu thời thế và nhân tâm, có số quý cách, công lợi vinh đạt, phúc lộc lâu dài cả đời bình an. Đinh Tị cũng là người nhiệt tình trung thực, dễ đạt được thành công quyền thế cao sang, vợ chồng vinh đạt, con cháu hiển quý, số này đều biết tận dụng cơ hội và thời thế, sẽ có vinh quang tột đỉnh, danh lợi vẹn cả đôi đường. Đinh Tị tự thân lập nghiệp đỗ đạt cao, kinh doanh giỏi, có khả năng làm lãnh đạo, số giàu sang được mọi người ngưỡng mộ, gia đình yên vui. Đinh Tị thường dĩ hòa vi quý, có ý chí và hoài bão cao đẹp, tài vận tốt, sự nghiệp thành công, đời sống vợ chồng hòa hợp. Một số người tuổi Đinh Tị sống nội tâm khi về già mới được thanh thản và có được cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc. Nhìn chung, đa số người tuổi Đinh Tị có cuộc đời hanh thông suôn sẻ, việc vui thì nhiều, việc buồn thì ít, thành nhiều bại ít mệnh cát tường, gặp nhiều may mắn có cơ hội để thể hiện bản thân và được người khác hỗ trợ đạt thành sự nghiệp. Đinh Tị mệnh mang quan tinh nổi bật hơn người,
sự nghiệp cực kỳ thịnh vượng, có thể làm rạng danh tổ tông, hiển hách gia môn, người này mưu sự thành công. Tuổi Đinh Tỵ phần tiền bạc có phần lớn đến từ việc kinh doanh thu lợi, chứ không phải tự nhiên mà có. Sự nghiệp của Đinh Tỵ được hoàn thành nhanh chóng, cuộc đời được hưởng nhiều sung sướng, vấn đề tiền bạc vẫn ở mức độ bình thường. Canh Thân, Nhâm Tuất, Bính Thìn là những người hợp cho việc làm ăn của bạn. Anh chị có thể hợp tác làm ăn, hồn vốn kết duyên đều có lợi. Những tuổi này có thể nói là rất hợp với tuổi Đinh Tỵ trong mọi lĩnh vực của cuộc đời. Với sở thích hoài cổ, nghiên cứu những triết lý sâu xa, khiến Đinh Tỵ thích hợp trở thành chính trị gia, triết gia hay thương gia, cũng có thể là những người chuyên làm công tác tư tưởng. Tuy nhiên, nếu chú ý hơn về phương diện hợp tác đầu tư, cẩn trọng nhưng không quá thận trọng, tuổi Đinh Tỵ dù làm gì thì tinh thần trách nhiệm vẫn rất cao, luôn xác định mục tiêu rõ ràng trước khi hành động. Bước sang tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, người tuổi Đinh Tỵ sẽ được cục diện lục hợp che chở, vận trình chuyển biến tốt đẹp, nên có thể yên tâm ngủ ngon giấc khi mọi khó khăn sẽ qua đi, để nhường chỗ cho những điều thuận lợi đến với bạn, cụ thể như sau. Tử vi tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp tháng 6, tháng 7 năm 2024 âm lịch nhận thấy, được cục diện lục hợp che chở, vận trình tháng Nhâm Thân của người tuổi Đinh Tỵ khá sáng, mọi thứ vẫn nằm ở đúng vị trí vốn có của nó, bản mệnh ít phải lao tâm khổ tứ. Công việc trong tháng nhiều sự thuận lợi, dù cường độ nhiều, áp lực tinh thần cũng không nhỏ, nhị hợp quý nhân nâng đỡ, hầu hết các kế hoạch đều tiến hành suôn sẻ. Quan hệ xã giao hài hòa, mở ra con đường thăng quan tiến chức, nhưng bản mệnh nên nhớ làm gì cũng phải lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội kẻo hỏng việc. Thời điểm này, bạn nên dành thời gian quy hoạch lại một vài hạng mục công việc, lập kế hoạch cụ thể để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Chuẩn bị bứt phát cho thời điểm cuối năm, hãy cứ nhớ làm việc có đầu có cuối, nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ thành công. Tài lộc cũng đang trên đà khởi sắc, làm ăn buôn bán phát đạt, chi tiêu có phần thoáng hơn, không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, giữa tháng có dấu hiệu biến động tài vận khá mạnh, đầu tư hay kinh doanh đều phải thận trọng, quản lý tài chính chặt chẽ sẽ tránh bị thất thu. Chuyện tình cảm ngày càng khởi sắc, thái âm mang tin vui cho những ai còn độc thân, đặc biệt là nữ mệnh. Tình yêu thăng hoa bất ngờ, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, cần đề phòng đào hoa dữ, gây ra những rắc rối trong quan hệ yêu đương nam nữ, có thể khiến bản mệnh rơi vào tình tay ba ngang trái. Tinh thần phấn khởi là yếu tố quan trọng nhất giúp sức khỏe của tuổi Tỵ trong tháng khá ổn định. Có điều, chú ý sử dụng dao kéo, đồ sắc nhọn, đi đứng thận trọng kẻo gặp họa hình thương trong tháng cô hồn. Về sự nghiệp, xem tử vi tháng 6, tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp theo lịch âm nhận thấy, tuổi Đinh Tỵ được quý nhân lục hợp nâng đỡ, vận trình có nhiều chuyển biến tích cực về nhiều mặt dù đang là tháng cô hồn. Tuy cũng có lúc thăng lúc trầm, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn nằm ở đúng vị trí vốn có của nó, bản mệnh ít phải lao tâm khổ tứ. Trong tháng Nhâm Thân này, công việc đạt nhiều sự thuận lợi dù cường độ nhiều, áp lực tinh thần cũng không nhỏ, sẽ có những tác động xung quanh khiến bạn đôi lần sao nhãng. Nhưng chỉ cần nhắc nhở bản thân một chút là bạn lại đi lại đúng đường ngay, đặc biệt, vận quý nhân trong tháng rất vượng. Con giáp này nhận được nhiều sự hậu thuẫn, hầu hết các kế hoạch đều tiến hành suôn sẻ, quan hệ xã giao hài hòa, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan, một vài trở ngại khó khăn trong công việc cũng dần được tháo gỡ, thậm chí một vài đầu mục công việc trước đó bị tồn đọng, nay sẽ được khơi thông. Hứa hẹn kết quả bất ngờ, có điều, Đinh Tỵ cần lưu ý, thân, Tỵ là quan hệ mâu thuẫn, vừa là nhị hợp, cũng vừa là tương hình, nên vận khí chưa thực sự ổn định. Trong cát tàng hung, bạn sẽ được trao nhiều trọng trách, có cơ hội thể hiện bản thân, nhưng đồng thời cũng sẽ rơi vào tầm ngắm quản lý sát sao từ cấp trên. Tuy vậy, bản mệnh vốn là người giỏi trong việc ứng biến, tư duy nhanh nhạy, nên công việc cuối cùng đều được giải quyết thông suốt. Chỉ cần mưu sự tỉ mỉ, chu đáo, hành sự thận trọng để tránh sai lầm đáng tiếc khiến tiền đồ lao dốc. Ngoài ra, tiến trình công việc diễn ra khá suôn sẻ sẽ dễ chiêu dụ tiểu nhân, có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn nên sẽ tìm cách hãm hại. Dù vận quý nhân khá vượng có thể đủ sức để đối phó với tiểu nhân, nhưng có lòng đề phòng không bao giờ thừa thãi. Chỉ cần anh chị tập trung tinh thần dành, thời gian để làm, việc gì cũng sẽ đạt kết quả tốt. Thời điểm này bạn cũng nên dành thời gian quy hoạch lại một vài hạng mục công việc, lập kế hoạch cụ thể để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Chuẩn bị bứt phá cho thời điểm cuối năm, hãy cứ nhớ làm việc có đầu có cuối, nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ thành công. Về tài lộc, cùng với công việc thuận lợi, tài vận của tuổi Đinh Tỵ trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch này cũng có chuyển biến tích cực. Việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn nhờ lục hợp che chở, nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà bán hàng cũng tốt hơn nhiều.
Cả hai nguồn thu nhập chính tài và thứ tài đều tăng tiến, tuy nhiên chưa thực sự ổn định, bản mệnh vẫn cần chi tiêu tiết kiệm, tránh lãng phí. Có thời điểm tài khí tăng mạnh, nhưng cũng có thời điểm nó sụt giảm đáng kể. Người kinh doanh, đầu tư nên tính theo đường dài, tránh việc thấy cái lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay, làm ăn buôn bán phát đạt, chi tiêu có phần thoáng hơn không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, giữa tháng có dấu hiệu biến động tài vận khá mạnh, cần quản lý tài chính chặt chẽ sẽ tránh bị thất thu. Đầu tư hay kinh doanh đều phải thận trọng đề cao cảnh giác, không nên tin tưởng người khác thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt, khiến tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, những chú rắn cũng cần hết sức lưu ý, tháng 7 âm lịch còn được coi là tháng cô hồn theo quan niệm dân gian, nên hạn chế tiến hành những việc lớn như động thổ, mua nhà cửa, xe cộ, tích trữ vàng để tránh gặp phải xui xẻo. Xem phi tinh tháng, sao lục bạch xuất hiện ở phương chính đông, nơi đây được coi là phương vị vượng vận khí và tài khí, ngoài việc bài trí khu vực này thoáng đãng, sạch sẽ, bản mệnh có thể bổ sung thêm cây xanh hoặc tiểu cảnh, hòn non bộ nhỏ để kích vượng nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy tài khí hanh thông làm ăn kinh doanh ngày càng thuận lợi. Về sức khỏe, về cơ bản thể trạng của người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 6 tháng 7 âm lịch này khá tốt, tinh thần phấn khởi khi công việc, tài lộc, tình duyên đều hanh thông là yếu tố quan trọng nhất, giúp sức khỏe của bản mệnh duy trì mức ổn định. Với những ai duy trì đều đặn thói quen sinh hoạt, ăn uống và tập luyện thể thao, sức khỏe rất đảm bảo, hầu như ít ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên, có những thời điểm bị áp lực tinh thần lớn, bản mệnh dễ có cảm giác chán ăn hoặc bị các cơn đau dạ dày hoành hành, cần học cách sống buông bỏ để bớt phiền não. Có như thế sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên chú ý sử dụng dao kéo, đồ sắc nhọn, đi đứng thận trọng kẻo gặp họa hình thương trong tháng cô hồn. Tử vi tháng 8 âm lịch. Cuộc sống của con giáp tuổi Đinh Tỵ tháng này rất năng động, bất chấp hoàn cảnh có thế nào đi nữa, bản mệnh rất chủ động trong việc làm mới cuộc sống của mình. Sự nghiệp lúc này được đề cao, nhận được sự tập trung cao độ trong cuộc sống của bạn. Nguyệt lệnh lâm đế vượng là sao tốt, giúp cho công việc của bản mệnh mỗi lúc một vượng phát, càng lúc càng tăng tiến công danh. Tình hình tài chính của bạn được cải thiện rõ rệt khi bạn rất chịu khó tìm kiếm các cơ hội để đầu tư, kinh doanh, giúp tiền đẻ ra tiền. Thế nhưng đừng vì chút khó khăn lúc khởi động mà vội bỏ cuộc nhé, con giáp tuổi Đinh Tỵ cơ hội vẫn còn dù là trong điều kiện khó khăn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần lưu ý sự xuất hiện của kiếp tài, có thể quấy phá khiến bản mệnh phải lao tâm khổ tứ không ít, có thể vì tính quá tin, hoặc thích làm hài lòng mọi người mà thôi, bạn không đủ nhạy cảm và tinh tế để đánh giá vấn đề chỉ vì quá tập trung vào một số điểm không thực sự quan trọng, bạn cũng có thể gặp trở ngại, không góp mặt được vào các cuộc hội họp quan trọng, nơi có thể cung cấp cho các bạn nguồn tốt để nâng cao cơ hội phát triển sự nghiệp. Sức khỏe tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ không được đảm bảo, khi bản mệnh luôn có cảm giác bất an, không có được giấc ngủ ngon như mong muốn. Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của bạn hanh thông, thuận lợi, nhất là người độc thân. Hứa hẹn sẽ có những câu chuyện thú vị cùng người khác giới, cho dù đó chỉ là vài ba lời tán tỉnh cho vui cũng đủ khiến tâm trạng của bạn trở nên tốt hơn. Về sự nghiệp, xem tử vi tháng 8 của 12 con giáp theo lịch âm nhận thấy, ảnh hưởng mạnh mẽ của cá tính chủ động, thích kiểm soát tình hình giúp cho tuổi Đinh Tỵ có một tinh thần cứng như thép trong tháng mới. Điều này là vô cùng cần thiết để bạn đối mặt với những trở ngại, không chịu chùn bước với khó khăn trước mắt. Trong công việc, bạn không ngừng làm mới để tạo cảm hứng cho bản thân, bạn có thể đưa ra sáng kiến và ý tưởng thú vị, đồng thời có một tinh thần mạnh mẽ vượt qua các chướng ngại vật. Nhưng đừng vì kiêu căng hay cao ngạo mà dễ bị người khác ghen ghét, tức giận hoặc cố tìm cách làm hại bạn cho bõ tức. Do đó, trong cách hành xử hàng ngày, bạn nên trò chuyện một cách từ tốn, kiên nhẫn với mọi người nhé. Theo thời gian mọi thứ dần dần sẽ ổn định hơn. Khi loại bỏ được những trục trặc ban đầu, bạn sẽ có những bước tiến thuận lợi ở giai đoạn sau. Những người đang tìm kiếm việc làm có thể nhận được những lời đề nghị hấp dẫn để bắt đầu sự nghiệp. Những người làm công ăn lương có thể được tăng lương, cũng như có sự thăng tiến đáng kể. Về tài lộc, tử vi năm 2024 dự đoán, tình hình tài chính của con giáp tuổi Đinh Tỵ trong tháng này thêm phần rực rỡ, nhất là những ai biết nắm bắt thời cuộc, tìm cách kinh doanh cho dù mọi người chán nản, bỏ bê, có thể nói tháng này bạn đang có lộc, do đó cần tập trung nắm bắt và tận dụng hết những gì mình đang có. Sao đế vượng nâng đỡ cho vận trình tài lộc của con giáp tuổi này thuận lợi hơn, kinh doanh và đầu tư nhờ đó mà có lợi, với những ai năng động có thể gặt hái được kha khá lợi nhuận như mơ ước. Nhiều người tuổi Tỵ chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua, bạn tích lũy được kha khá và thậm chí có thể mua nhà cửa, sắm sửa thêm cho gia đình nhỏ của mình. Thời gian này, bạn nên để dành một khoản nhỏ để làm từ thiện,
giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc này không ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc của bạn, mà còn mang lại cho bạn không ít niềm vui khi cùng san sẻ nỗi vất vả với người khác. Về sức khỏe, tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Tỵ không được tốt trong tháng này, do đó, bản mệnh không được chủ quan đâu nhé. Có thể bạn rất nhiệt huyết, làm việc không biết mệt, nhưng chỉ khi ngừng lại là bạn cũng có thể đổ sụp vì mệt mỏi, chỉ là khi tập trung làm việc thì ý chí đang kiểm soát cơ thể bạn mà thôi. Ngũ quỷ hung tinh có điểm gây hại sức khỏe, có thể vì công việc nhiều áp lực nên bạn lơ là việc chăm sóc bản thân, thậm chí có những lúc bỏ bữa, không ăn đúng giờ, có người thường xuyên ăn đồ ăn nhanh cho qua bữa, nhai không kỹ, lại cộng thêm lo lắng, nên dễ bị đau dạ dày. Thời gian này, bản mệnh nên ăn uống điều độ, ngủ đủ để gia tăng sức đề kháng cho bản thân, bạn đừng quên phòng bệnh hơn chữa bệnh, hãy đảm bảo sức khỏe ổn định. Quý vị thân mến, người xưa có câu, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, chỉ một lời ác ý cũng có thể khiến con người phải chịu quả báo. Trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện tâm linh Phật giáo về khẩu nghiệp dưới đây sẽ khiến bạn phải cẩn trọng hơn trong từng lời nói của mình. Có một người xuất gia từ giáo pháp của Như Lai, hay luyện tập thiền định. Một lần, ông ta đi tới thôn nhỏ, nghỉ lại qua đêm ở một ngôi chùa. Đêm đầu tiên, ông ta ngồi tĩnh tâm như thường hay làm chuẩn bị tiến vào trạng thái định. Tuy nhiên, lúc này các vị sư trong chùa bắt đầu tụng kinh, khiến tâm của ông không thể an định. Liền nghĩ, hôm nay thiền định vào giữa đêm thôi. Đến giữa đêm, các nhà sư vẫn tụng kinh, ông lại nghĩ để gần sáng bắt đầu vậy. Gần sáng ông ngồi xếp bằng tâm gần tiến vào thế thiền định, các nhà sư lại lớn tiếng tụng kinh, bởi vì không đạt được nguyện vọng của mình, trong lòng khó chịu. Lần này ông ta giận dữ đến mức nói, nhà sư trong giáo pháp Như Lai này từ sáng đến tối kêu như ếch, vì lời này mà sau khi mất, ông ta chuyển kiếp biến thành con ếch xanh. Chú ếch ngủ gần nhà một người chăn gia súc có tên là Hoan Hỷ, sống cách Phật không xa, nghe tiếng Phật Đà giảng pháp, ông ta liền chống gậy đứng nghiêm nghe lời Phật dạy. Lúc này, chú ếch do người xuất gia chuyển kiếp đang ngồi bên bờ sông, bị chiếc gậy của người chăn gia súc không may chống lên lưng, mặc dù rất đau. Nhưng chú ếch xanh rất thiện lương nghĩ rằng, nếu mình kêu ra tiếng, nhất định định làm cho tâm người chăn gia súc hoảng hốt, ảnh hưởng đến việc nghe Phật pháp của ông ta. Thế nên, cứ chịu đau, còn thể hiện tấm lòng thanh tịnh của mình với Thích Ca. Vì vậy, mà sau khi chết được cư ngụ trong thiên cung của Tứ Đại Thiên Vương. Câu chuyện Phật giáo về khẩu nghiệp không dài, không ngắn, đủ để nhắn nhủ tất cả, vì nói lời không hay về tiếng tụng kinh của các đệ tử Như Lai đã tạo nên nghiệp chướng. Trong 500 kiếp phải rơi vào thân phận của một chú ếch, sau này bởi vì thể hiện tấm lòng thanh tịnh của mình, nên mới được giải thoát khỏi thân kiếp ếch mà được sinh ra tại Ngũ Đại Thiên Vương. Người xuất gia từng được rèn luyện các hành vi giáo pháp của Như Lai, thế nên mới nhận ra được chân lý, ta thường nói, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, vậy nên cần phải tránh điều ác, tu tâm dưỡng tính, làm điều thiện, giải trừ khẩu nghiệp, chăm sự điều lành. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm lắng nghe những chia sẻ ngày hôm nay. Kính chúc cô bác cuộc sống luôn bình an và may mắn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong các chương trình sau.